Chào các bạn, có lẽ chưa bao giờ những sản phẩm iPhone lại hot như năm nay. Chúng ta có sự ra mắt của chiếc iPhone X với rất nhiều đột phá. Bên cạnh đó là bộ đôi iPhone 8 và 8 Plus. Thông thường thì như mọi năm thì sau khi sản phẩm quốc tế về được một thời gian thì sau đó chúng ta sẽ có những sản phẩm lock về cách đó vài tháng. Tuy nhiên là trong năm nay thì iPhone 8 cũng như 8 Plus lại cái phiên bản hàng lock lại xuất hiện khá là sớm. Và ngay hôm nay trên tay mình đây đã là một chiếc iPhone 8 Plus lock và mức giá của nó thực sự rất là sốc. Và mình sẽ có video trên tay trải nghiệm nhanh gửi các bạn để xem là với chiếc iPhone 8 Plus lock trên tay mình mới như thế này, mới full box và chưa kích hoạt đồ hành, và mức giá của nó chỉ là 15.590.000 đồng, một mức giá cực kỳ sốc. Và hôm nay thì mình sẽ gửi các bạn video để xem sản phẩm có đáng mua hay không. Và trên tay mình sẽ là hộp của chiếc iPhone 8 Plus lock, và chúng ta thấy là nó sẽ như truyền thống thôi, không khác biệt gì nhiều. Thì đây là chiếc máy có xuất xứ đến từ Mỹ với mã là LL China, và sản phẩm này có bộ nhớ trong mặc định là 64GB. Đó, thì bây giờ mình sẽ mở hộp ngay chiếc máy này. Đó, thì chiếc iPhone 8 Plus lock như này thì nó hoàn toàn không hề khác biệt so với chiếc iPhone 8 Plus quốc tế. Chúng ta sẽ có một chiếc máy màu vàng ở đây. Và cái phụ kiện bên trong thì đương nhiên sẽ là phụ kiện zin kèm theo máy. Chúng ta sẽ có một cái củ sạc, một chiếc tai nghe, một chiếc cáp kết nối Lightning cũng như là một cái jack điều chuyển. Đó, như vậy thì chúng ta sẽ có một bộ phụ kiện zin đi kèm với một chiếc máy mới 100% như này. Thì ngay bây giờ thì mình sẽ trải nghiệm cái sản phẩm iPhone 8 Plus lock với mức giá chỉ 15.590.000 đồng. Đó, thì mình sẽ bóc, xin phép được bóc seal ở trước cũng như là sau ra. Và các bạn biết là iPhone 8 Plus lock cũng như những sản phẩm iPhone lock hiện nay thì đã dùng rất ổn định như bản quốc tế rồi, bởi chúng ta đã có sim ghép thần thánh thế hệ thứ hai, có thể dùng được 4G LTE cũng như là fix tất cả những lỗi của iPhone lock hiện nay và sử dụng không hề khác biệt so với bản quốc tế. Thì bây giờ thì mình ngay lập tức mình sẽ kích hoạt cũng như là để sử dụng chiếc máy này để xem có khác gì không. Và trước khi kích hoạt ý, thì mình đã kiểm tra sẵn cái sản phẩm này rồi, thì mình kiểm tra kích hoạt trên trang chủ Apple và nó hiện ra một thông báo là vui lòng active iPhone này, chứng tỏ chiếc máy này chưa được active và chưa được sử dụng. Và các bạn lưu ý là đây là sản phẩm iPhone 8 Plus lock mới, vì vậy nó sẽ còn đủ bảo hành 12 tháng của Apple. Và chút nữa thì mình sẽ nói chương trình đặt hàng chi tiết và khuyến mại đặc biệt ở Diệu Thông Minh, thì sản phẩm này các bạn cũng sẽ được bảo hành một đổi một trong 12 tháng tại Diệu Thông Minh khi bạn mua. Và bây giờ thì mình sẽ dùng chiếc sim Viettel 4G của mình để kích hoạt sản phẩm này. Ở đây mình có một chiếc sim Viettel và một cái sim ghép thần thánh thứ hai, và các bạn đi mua hàng sẽ được tặng kèm chiếc sim ghép thần thánh này cũng như được fix lỗi triệt đề. Rồi bây giờ thì mình sẽ ghép sim vào chiếc iPhone 8 Plus lock này. Rồi. Và bây giờ thì mình sẽ lắp sim vào sau khi đã có sim ghép. Các bạn thấy là sim ghép thần thánh thì nó sẽ kích hoạt rất là nhanh. Ở đây mình đang vào cái giao diện để kích hoạt. Rồi bây giờ thì mình sẽ kích hoạt cái sản phẩm này lên. Các bạn ngay thấy ngay lập tức nó đã nhận cái sóng 3G cũng nhận sim của mình, và đây đã hiện LTE tức là 4G của chúng ta. Rồi bây giờ mình sẽ vào để kích hoạt. Rồi như vậy thì mình đã hoàn thành các bước cài đặt để kích hoạt sản phẩm này. Và bây giờ mình sẽ kiểm tra email cũng như là kiểm tra xem một số tính năng như nghe gọi, kiểm tra tài khoản trên chiếc máy này có tốt hay không. Mình sẽ gọi 900 đi. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn sử dụng dịch vụ nhà nước của Viettel rất là ngon lành. Để nạp tiền, vui lòng. Rồi bây giờ mình sẽ vào những phần cài đặt khác để xem là FaceTime cũng như iMessage như nào. Đây chúng ta thấy là máy đã nhận số của mình. Và bây giờ mình sẽ tư vấn cho các bạn là với mức giá chỉ 15.590.000 thì hiện tại chúng ta nên mua iPhone 8 Plus lock hay iPhone 7 Plus quốc tế, hay là chiếc iPhone 8 Plus quốc tế thì hiện tại chúng có mức giá chênh lệch nhau khá nhiều, thì các bạn nên mua sản phẩm nào? Thứ nhất là với chiếc iPhone 7 Plus, hiện tại cái hàng nguyên siêu, cái hàng mà quốc tế ấy, nguyên siêu chưa hoạt đủ bảo hành thì đang có giá là 16.390.000, tức là 16.4 triệu. Trong khi đó chiếc iPhone 8 Plus lock này nó chỉ có giá là 15.590.000. Như vậy thì nó rẻ hơn chiếc iPhone 7 Plus thậm chí là tới 1 triệu đồng. Đó là một sản phẩm ra sau với những cái cải tiến đột phá hơn rất là nhiều, cấu hơi mạnh hơn nhưng mức giá lại rẻ hơn tới 1 triệu. Các bạn vẫn sẽ được tiết kiệm kinh tế lớn nhất. Còn với chiếc iPhone 8 Plus quốc tế hiện nay thì đang có giá rất là cao, lên tới 20.390.000, tức là cái mức chênh lệch của nó rơi khoảng từ 5-7 triệu so với hàng quốc tế nguyên sim chính hãng. Đó, như vậy các bạn tiết kiệm được một số tiền rất là lớn. Với số tiền này thì các bạn hoàn toàn có thể mua một chiếc iPhone 6s lock cũ hoặc là iPhone 6 quốc tế để sử dụng, để tặng bạn bè cũng như người thân, một con số tiết kiệm rất là lớn. Ngoài ra nếu như mà so với hàng chính hãng bây giờ thì cái mức chênh lệch thậm chí nó còn cao hơn. Đó, mình không hiểu sao là trong năm nay tất cả những sản phẩm iPhone 8 Plus lock hiện tại thì nó có mức giá rất là rẻ, và so với mọi năm thì cái mức giá này nó chênh lệch hơn rất là nhiều, và nó
tụt giá rất là nhanh. Có lẽ một phần vì chiếc iPhone X đang rất là hot và mọi người trông đợi vào cái sản phẩm iPhone X đó. Vì vậy những sản phẩm như iPhone 8, 8 Plus thì có mức giá rất là dễ chịu. Và như vậy thì theo mình nghĩ ở thời điểm hiện tại, iPhone 8 Plus Lock chính là một lựa chọn rất là tuyệt vời dành cho bạn với mức giá thậm chí còn rẻ hơn cả 7 Plus. Như chúng ta đã có được một sản phẩm gần như cao cấp nhất của Apple ở thời điểm hiện tại. Đó thì sản phẩm này nó sẽ có bộ nhớ trong là 64GB. Và khi các bạn mua hàng ở Diệu Thông Minh và nếu như bạn nào đặt hàng trước thì các bạn sẽ được nhận ngay một viên pin dự phòng Microcom chính hãng 10.000 mAh đổi 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng. Và các bạn sẽ được nhận ngay một chiếc SIM ghép thần thánh để phích lỗi như thế này. Và nếu như bạn nào đặt hàng ở phần mô tả dưới video thì sẽ nhận được ngay gói bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng của Diệu Thông Minh. Từ khi các bạn mua sản phẩm này thì các bạn sẽ được trong vòng 12 tháng, nếu như các bạn mà bất kỳ có lỗi phần cứng nào, các bạn sẽ được một đổi một. Đó, như vậy đây chính sách gần như hàng chính hãng và các bạn có thể yên tâm nhất. Đó, và còn các bạn đánh giá sao về chiếc iPhone 8 Plus Lock như này với mức giá hơn 15 triệu thôi, liệu nó có đáng mua hay không thì mời các bạn để lại comment ở phía bên dưới. Còn bây giờ xin chào cũng như hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Okay.